Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Techcombank vừa mới ra kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2021. Thì AZFIN Việt Nam cũng nhân đây sẽ đánh giá về cái cổ phiếu này. Thì chúng tôi cho rằng Techcombank đã trở thành tập đoàn tài chính hùng mạnh số 1 Việt Nam rồi, ở trên rất nhiều các cái lĩnh vực. Tất nhiên cái quy mô thì nó chưa thể dẫn đầu, nhưng rất nhiều các cái chỉ báo chỉ tiêu đánh giá về cái vị thế của ngân hàng thì nó đã là số 1 rồi. Thì nhân đây thì tôi sẽ cập nhật cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 và định giá cái cổ phiếu này. Thì sau đây là nội dung của chúng ta. Đầu tiên là đánh giá qua tình hình kinh doanh năm 2020. Sau đó là cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 2021 và dự báo định giá cổ phiếu Techcombank. Và cuối cùng là đưa ra những cái khuyến nghị cho cái cổ phiếu này về đầu tư như thế nào. Thì về ngành ngân hàng thì đây là một cái ngành có cái triển vọng tăng trưởng phát triển rất tốt trong giai đoạn 2020-2030. Thì chúng tôi cho rằng 2010-2020 là cái giai đoạn sắp xếp và định hình lại tình hình của các ngân hàng, và 2020 trở đi mới là cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ cùng với nền kinh tế. Tiếp theo, về cái lợi thế cạnh tranh của Techcombank thì đầu tiên phải kể đến đó là cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp, yếu tố quyết định đến sự thành công. Rõ ràng văn hóa doanh nghiệp của Techcombank là một cái gì đó nó khác biệt hoàn toàn so với các ngân hàng khác. Nó mang tính thôi thúc, mang tính phát triển và liên tục đổi mới, liên tục thay đổi, liên tục đi đầu trong các cái dịch vụ sản phẩm của mình và cung cấp những cái trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Thì đây là một cái văn hóa doanh nghiệp phải nói là văn hóa hiệu quả và thực thi. Tiếp theo, đó là về lợi thế cạnh tranh của Techcombank cụ thể hơn. Nó rất bền vững thì thông qua hai cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Đầu tiên là chi phí rẻ, thứ hai là mạng lưới rất tốt, hệ thống mạng lưới xuất sắc. Chi phí rẻ thông qua đó là CASA thì số 1 Việt Nam và khác biệt rất nhiều so với các cái đối thủ khác. Tiếp theo là công nghệ hiện đại giúp cho nhân viên của Techcombank số lượng ít hơn đó, rồi là ứng dụng công nghệ và làm nợ xấu thấp hơn, từ đó làm chi phí giảm rất là nhiều. Rồi là tay công nghệ thì thu hút khách hàng rất là tốt, làm CASA cao, đúng không? Còn về lợi thế về hệ sinh thái thì chúng tôi cho rằng là mạng lưới, hệ sinh thái của nó rất xuất sắc. Hệ sinh thái của Techcombank không phải là đầy đủ nhất, nhưng nó là hiệu quả nhất. Và tiếp theo, Techcombank là luôn là một người đi tiên phong trong mọi lĩnh vực. Đó. Và đây là cái việc sở hữu hệ sinh thái mạnh và hiệu quả đây. Thì TCB thì có một tập khách hàng đặc biệt. Đầu tiên là mối quan hệ với các doanh nghiệp Đông Âu rất lớn nhất Việt Nam. Ví dụ như Vic, Masan, Sun Group. Đó. Thì Techcombank có được những cái chương trình cho vay, ví dụ cho vay mua nhà toàn bộ các cái khu của Vin chẳng hạn, rất nhiều khu của Vin. Thì đây rất nhiều người chưa hiểu biết nhiều cho rằng cho vay bất động sản nhiều như thế rất rủi ro. Nhưng thưa quý vị đấy là đánh giá theo phong trào, theo người ta nói thôi. Còn thực tế, cho vay bất động sản, đặc biệt là cho vay mua nhà, là những cái an toàn nhất mà lại sinh lời cao nhất. Vì sao lại vậy? Tôi lấy ví dụ, cho vay mua nhà thường người ta không bao giờ cho vay quá 70% giá trị căn nhà. Đúng không ạ? Hơn nữa, bây giờ nhờ ứng dụng công nghệ tốt, quản trị rủi ro tốt, họ sẽ không bao giờ định giá nhà cao cả. Thế thành ra, kể cả khách hàng có bị khó khăn, có bị phá sản đi chăng nữa thì họ bán thu hồi rất dễ. Ví dụ chung cư của Vin bán 3 tỷ thì họ cho vay khoảng 2 tỷ 1, khách hàng trả được vài năm đâu, nợ còn khoảng độ 1 tỷ 8 tỷ 9. Vậy cái nhà có bán được 1 tỷ 8 tỷ 9 để thu hồi vốn không? Rất đơn giản. Thêm một điều nữa, chính vì nhà nước luôn luôn ra giả cái câu chuyện là hạn chế tín dụng và bất động sản, thành ra họ nâng cái rủi ro cái đó lên và mọi người cho là rủi ro. Nhưng thực tế cái điều đó lại giúp cho ngân hàng được trả phí cho vay đối với vay bất động sản cao hơn so với lĩnh vực khác. Thế thành ra làm cái NIM của nó cao hơn rất nhiều. Và qua nghiên cứu rất sâu sắc, chúng tôi nhận thấy rằng cho vay bất động sản là vừa an toàn nhất, hiệu quả NIM lại cao nhất. Đúng không? Rất nhiều bạn bảo phụ thuộc vào cái bọn này rủi ro nào. Thì đầu tiên chúng ta phải xét là các cái doanh nghiệp này hiệu có phá sản không. Thì xin thưa đây là những doanh nghiệp khỏe nhất Việt Nam, phá sản là không có. Tiếp theo, đặt ra một câu hỏi nữa, liệu các ngân hàng khác có thèm muốn được cho vay các dự án bất động sản hay không?
Xin thưa quý vị là các ngân hàng khác phải xếp hàng xin được cho vay nhưng mà đâu có được. Vậy nó là lợi thế hay nó là rủi ro? Thì quý vị tự có câu trả lời cho mình. Tiếp theo, về cái tập khách hàng của Vin, về cá nhân, đó là những khách hàng trẻ, năng động và thành đạt. Thì đây chính là tương lai của đất nước, chính là những người thượng lưu của tương lai. Đó. Thứ hai là về công ty chứng khoán Techcombank. Thì đây là công ty chứng khoán số 1 Việt Nam trong mảng IB và quản lý tài sản. Đây triển vọng trong tương lai của Việt Nam. Cung cấp các cái sản phẩm trái phiếu và các cái sản phẩm về quản lý tài chính cá nhân rất hiệu quả. Rồi là bán trái phiếu cho Techcombank Capital. Rồi là tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Techcombank bán. Thành ra kết quả kinh doanh của chứng khoán Techcombank đứng số 1 thị trường mà trong khi vài năm trước không ai biết nó là cái gì. Và thị phần môi giới của nó sắp tới thì cũng sẽ vươn lên cái vị trí trong top 10. Top 10, cho vay margin cũng top 10. Rất hiệu quả. Lợi nhuận năm 2020 chúng tôi ước tính có thể đạt trên 3.000 tỷ lợi nhuận trước thuế. Vẫn duy trì kết quả số 1 Việt Nam trong khi số lượng nhân sự thì rất thấp. Quy mô vốn thì rất nhỏ. Đó. Thứ ba đó là công ty quản lý quỹ Techcombank Capital. Thì đây là công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam xét Việt Nam. Tức là công ty quản lý quỹ nội địa. Và nó vượt VFM rất nhiều. Một mình công ty này quản lý cái lượng lắp trên 50% toàn bộ các công ty quản lý quỹ. Và xu hướng trong tương lai là một xu hướng tất yếu các nhà đầu tư vào các cái quỹ đầu tư. Chính vì thế cho nên Techcombank Capital trong tương lai sẽ mang lại những cái giá trị rất mạnh. Đó, hệ sinh thái của Techcombank không gọi là đầy đủ nhất nhưng là hiệu quả nhất. Tiếp theo, về CASA thì chúng ta có thể thấy cái biểu đồ đây, CASA từ năm 2016 đến 2020 tăng liên tục, thể hiện được cái chính sách đúng đắn và cái hướng đi chuẩn chỉ của Techcombank. Đó, giá vốn huy động của họ bây giờ thì cũng thấp nhất rồi. Đó, CASA rất mạnh mẽ, từ này làm cho giá vốn huy động thấp và NIM cao hơn. Niêm cao hơn. Và đặc biệt khi giá vốn huy động thấp thì họ có quyền lựa chọn những khách hàng tốt nhất để họ cho vay. Và dĩ nhiên rủi ro sẽ thấp nhất. Và điều đó sẽ giúp cho nợ xấu giảm rất mạnh, chi phí nợ xấu rất thấp và lợi nhuận sẽ tăng. Tiếp theo, về công ty chứng khoán Techcombank số 1 trong các công ty chứng khoán. Đây là một số cái điểm qua. Tổng doanh thu năm 2020 ghi nhận 3.260 tỷ đồng nhưng mà lợi nhuận thì lên đến bao nhiêu ạ? Đúng không ạ? Lợi nhuận lên đến 2.692 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2019, biên lợi nhuận trước thuế đạt 83%, ROE trên 40%, phải nói là công ty chứng khoán hiệu quả nhất, cái gì cũng nhất ở Việt Nam, đúng không ạ? Đó, và có một điều rất thú vị, nhờ ứng dụng công nghệ rất mạnh cho nên Techcombank Security lọt vào top 10 thị phần môi giới và là công ty chứng khoán có hơn 100.000 khách mở mới năm 2020, chiếm 27% toàn thị trường. Và vượt qua VND trở thành điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư. Công ty này chiếm tới 68% thị phần giao dịch trái phiếu tại HOSE, cao gấp 10 lần các đối thủ đứng thứ hai. Đó, hiệu quả thì rất cao. Thì đây là công ty chứng khoán kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam với kết quả kinh doanh gần bằng một ngân hàng cỡ trung, không phải ngân hàng cỡ nhỏ đâu nhỉ. Với lợi nhuận 2.600 tỷ. Đúng không? Và Techcombank Security chính là cái cánh tay nối dài của Techcombank cho cái mảng dịch vụ quản lý gia sản đầy tiềm năng của Việt Nam trong tương lai. Tiếp theo về Techcombank Capital thì đây chúng tôi gọi là kẻ thống trị thị trường quản lý quỹ. Giá trị tài sản quản lý lên đến của Techcombank Capital lên đến 24.265 tỷ đồng, chiếm 63% toàn bộ thị trường quản lý quỹ nội địa Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế thì đạt 234 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2020. Thì chúng tôi cho rằng Techcombank Capital là công ty quản lý quỹ hiệu quả nhất Việt Nam. Và đây chính là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư, được hứa hẹn là phát triển mạnh mẽ trong tương lai theo cái xu hướng của các nước phát triển nói chung. Và tiếp theo, về ngân hàng mẹ thì đây là tập đoàn tài chính tiên phong. Tiên phong trong áp dụng công nghệ, đúng không ạ? Muốn mua trái phiếu, gửi tiền, đầu tư cổ phiếu, mua chứng chỉ quỹ thì chỉ trên một app thao tác online rất thuận tiện cho khách, giảm chi phí cho ngân hàng. Sau đến 3 đến 5 năm tới sẽ thấy sự khác biệt so với phần còn lại của hệ thống. Thì nó tiên phong trong lĩnh vực quản lý tài sản còn đang bỏ ngỏ ở Việt Nam. Và Techcombank đã đi đầu cho với trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư và tiếp tục phát triển mạnh mảng này trong tương lai. Techcombank Capital thì liên tục tiên phong trong quỹ đầu tư trái phiếu
đó, chiếm tới 93,5% giá trị tài sản quản lý quỹ riêng trái phiếu. Rồi kết hợp với cái chuỗi bán lẻ Vinmart, Vinmart cộng, bên cạnh One Mile Group là một chiến lược lớn để có thể sớm thành hiện thực và thúc đẩy CASA cho Techcombank bền vững hơn nữa, thậm chí cao hơn nữa, có thể đạt trên 50%, có thể đó. Và cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 thì như sau. Techcombank thì có tổng tài sản ước 462.823 tỷ đồng, nằm trong top 3 ngân hàng thương mại cổ phần lớn. Tín dụng chiếm khoảng 3% toàn nền kinh tế và đạt mức 370.725 tỷ. Với quy mô này thì Techcombank không quá lớn để bị kéo lùi cái tăng trưởng giống như là Big Four của nhà nước, nhưng cũng đủ lớn để duy trì top đầu khối tư nhân, vị thế của mình. Và Techcombank có sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu mạnh hơn tín dụng, hơn tổng tài sản, cho thấy được thứ nhất là về tăng trưởng này gắn với an toàn và bền vững. Hệ số K của Techcombank cao nhất hệ thống hơn 16%. Và tiếp theo là cơ cấu tài sản sinh lời thì ngày càng tăng, rất hiệu quả. Thì quy mô của Techcombank hiện nay là đang rất tối ưu ở Việt Nam, không nhỏ mà cũng không quá công cảnh, không quá công cảnh, quy mô rất là tối ưu để phát triển. Tiếp theo, về cái chất lượng tài sản thì chúng tôi đánh giá là tốt. Chỉ số an toàn thì cao nhất hệ thống, đúng không? Chỉ số an toàn vốn của K của Techcombank thì luôn ở mức cao nhất hệ thống, cho thấy thứ nhất là tài sản của Techcombank an toàn nhất hệ thống và nó còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh. CASA nếu như hay không, đây, CASA chúng ta chạy đây, nó ngày càng tăng và hệ số K lên đến 16,3 lần. Tiếp theo là cái đòn bẩy tài chính của Techcombank thì lại thấp nhất hệ thống, chỉ còn có 5.85 lần trong quý 1 mà thôi. Thấp nhất hệ thống này quý vị có thể nhìn thấy. Nó cho thấy rằng đòn bẩy ông rất thấp, rất an toàn. Điều này cho biết điều gì? Tiềm năng tăng trưởng tín dụng của Techcombank là lớn nhất ngành. Tức là do rất an toàn, hệ số K cao, thành ra ngân hàng nhà nước sẵn sàng cho Techcombank này tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn các ngân hàng khác nếu mà họ cho phép. Đúng không? Từ đó tăng trưởng được các tập khách hàng lớn và bán chéo được nhiều sản phẩm hơn nữa và phát triển mạnh hơn. Đó là cái lợi thế của cái hệ số an toàn vốn và cái đòn an toàn vốn cao và đòn bẩy tài chính thấp. Đúng không? Tiếp theo là về cái chất lượng tài sản thông qua một số chỉ tiêu khác nữa, như là tỷ lệ bao phủ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu. Thì Techcombank cũng tốt nhất hệ thống Việt Nam. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank liên tục giảm qua các năm qua nhờ ứng dụng công nghệ và đánh giá, cuối quý 1 có 0.38% thôi. Thì tôi không thể ngờ rằng có một ngân hàng Việt Nam có thể đạt cái mức này. Và đây là một mức kỷ lục thấp chưa từng có ở Việt Nam. Thứ hai là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank liên tục tăng cao và đạt tới 2.19.47% cuối quý 1 2021. Thì đây là mức cao thứ hai chỉ sau Vietcombank. Tức là cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu của họ cao gấp đôi so với nợ xấu. Điều này cho thấy là Techcombank rất thận trọng trong cái vấn đề quản trị nợ xấu này. Từ đây có thể thấy, đây quý vị có thể thấy nợ xấu 0.38% thấp hết hơn tất cả các cái ngân hàng khác. Hoặc các ngân hàng khác thấp nhất ví dụ như là CTG 0.88% thì nó cũng hơi có một chút gì đó nó ảo đấy. Chúng tôi không nghĩ là CTG chỉ 0.88% đâu. Vietcombank là 0.92, ACB là 0.94 thì còn lại đều trên 1%. Trên 1%. Đúng không ạ? Thì chất lượng ngân hàng, chất lượng tài sản Techcombank đã vươn lên số 1 hệ thống ngân hàng Việt Nam, thì đây chính là yếu tố quan trọng đối với ngành ngân hàng. Khi mà chỉ vài phần trăm nợ xấu thôi có thể là xóa sạch toàn bộ cái lợi nhuận thành quả. Quý vị lưu ý NIM của một ngân hàng khoảng hơn 4%. Vậy thì nợ xấu nó lên 3-4% thì có thể mòn. Nợ xấu giảm một chút thì lợi nhuận tăng rất nhiều phần trăm. Đó. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái điều này. Và cuối cùng là chất lượng tài sản Techcombank tốt nhất hệ thống. Tiếp theo, về kết quả kinh doanh của Techcombank thì tăng trưởng mạnh nhưng bền vững. Chứ không chỉ mạnh không. Thì đầu tiên là thu nhập lãi thuần tăng mạnh từ 45,39%. Đây chính là cái co hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đúng không ạ? Và đặc biệt là rất ý nghĩa khi mà tín dụng tăng trưởng có 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái thôi. Vậy mà thu nhập lãi thuần tăng với 45,39. Cho thấy hai vấn đề. Một, chi phí giá vốn của Techcombank thấp đi rất nhiều.
Thứ hai là cho vay ra của họ thậm chí còn tăng. Còn tăng cơ. Đó. Đó, như ở đây chúng tôi đưa ra giá vốn giảm tới 1.47% làm tăng lên. Vốn chủ sở hữu, ngoài ra vốn chủ sở hữu của Techcombank tăng mạnh thì nó góp phần tăng lợi nhuận. Tăng cái vốn tự có đấy. Đó, từ đó nó cái mảng tín dụng này nó đóng góp tới 68.84% tổng thu nhập. Mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng nhất trong các khối các ngân hàng ở Việt Nam. Với thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 53.7% đến từ các hoạt động thanh toán tiền mặt. Cho thấy là lượng giao dịch qua Techcombank tăng chóng mặt rất cao. Quý vị lưu ý rằng Techcombank có miễn phí chuyển khoản một số thôi. Nhưng mà các cái dịch vụ về thanh toán tiền mặt v.v. họ vẫn tăng tiền chóng mặt. Bảo hiểm thì được Techcombank chú ý lại từ cuối năm 2020 và đã tăng trưởng rất tốt. Đúng không ạ? Và cái hoạt động này thì đóng góp tới 14.3%. Hoạt động khác tăng trưởng 89.55% thì do xử lý nợ xấu. Nó chỉ đóng góp 7.5% vào lợi nhuận thôi. Đầu tư chứng khoán thì ở đây thì chủ yếu là trái phiếu tăng 9.87% góp vào 7% lợi nhuận thôi. Tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 8.932 tỷ đồng. Tương ứng với tăng tới 48.13%. Tăng trưởng còn cao hơn thu nhập lãi thuần một chút do thu nhập ngoài lãi nó tăng tốt hơn. Đó. Và trong khi đó thì chi phí hoạt động chỉ tăng 19.86% thôi do việc hiệu quả sử dụng nguồn vốn cao và lao động của Techcombank làm ra hiệu quả rất cao. Nhân sự thì không tăng nhiều đáng kể. Điều này khiến cho lợi nhuận trước dự phòng tăng tới 63.5% so với cùng kỳ và đạt 6. Đúng không? Lợi nhuận trước dự phòng tăng tới 63.5%. Đó, và đạt tới 6.369 tỷ. Đó, do kiểm soát tốt nợ xấu nên chi phí dự phòng nợ xấu dù rất mạnh tay, họ chi rất mạnh tay trích lập dự phòng lên hơn 200%. Nhưng mà chi phí dự phòng nợ xấu cũng chỉ tăng 10%. So với cùng kỳ lên 851 tỷ đó. Qua điều này có thể thấy rằng Techcombank không hề hà giảm trích lập để lấy lợi nhuận đâu. Họ vẫn tăng trích lập, tăng chi phí dự phòng. Và cuối cùng lợi nhuận sau thuế của Techcombank đạt 4.476 tỷ đồng, tăng tới 79.03% so với quý 1 2020. Một mức tăng trưởng có thể nói là rất ấn tượng và chất lượng. Có một số ngân hàng có cái mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn, nhưng mà nó dựa trên cái nền thấp và dựa trên cái việc là giảm chi phí dự phòng nợ xấu. Tức là nó bất thường thôi, chứ không phải là thông thường. Còn Techcombank này tăng từ cái core của nó. Do đó chúng tôi mới có cái kết luận là mạnh nhưng bền vững. Tiếp theo về hiệu quả kinh doanh vượt trội so với phần còn lại. Thì tỷ lệ CASA của Techcombank đạt 42.68% quý 1 2021, có giảm do 2020 do cạnh tranh mạnh từ các ngân hàng. Ngoài ra do đặc thù quý 1 thường giảm. Nó vẫn bỏ xa hai đối thủ là MBB 34.03%. Do Techcombank đi đầu trong cái hệ xây hệ sinh thái khách hàng tốt. Tiếp theo, giá vốn huy động của Techcombank liên tục giảm đạt mức 2.17%, thấp nhất hệ thống. Kết quả từ cái CASA rất cao. Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi của Techcombank luôn cao trên 30%. Thì Techcombank có một điều rất thú vị là vừa tăng trưởng cái thu nhập lãi lại tăng trưởng thu nhập ngoài lãi. Họ phát triển rất đều chứ không bị lệch. Một số ngân hàng do cái thu nhập lãi nó thấp quá, thế là tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cứ tưởng cao nhưng hóa ra là do là cái kia nó yếu. Còn Techcombank mạnh cả hai. Rồi tỷ lệ chi phí hoạt động thấp nhất hệ thống và ngày càng giảm nhờ ứng dụng công nghệ mạnh, tăng thu nhập nhanh hơn chi phí. Đúng không? Nhân viên của Techcombank lương vẫn cao nhất hệ thống, cao hơn 20% so với cái ngân hàng đứng thứ hai. Đó, chi phí hoạt động họ thấp là do hiệu quả họ cao chứ không phải là do họ giảm chi phí cho nhân viên. Lương nhân viên của họ vẫn tăng hơn 20% và 40 mấy triệu một người, cao nhất hệ thống. Lợi nhuận trước thuế trên mỗi nhân viên của Techcombank đứng số 1 hệ thống. Đứng số 1 hệ thống với 1,86 tỷ trên một người một năm. Vượt trội so với phần còn lại. Do một quy mô vốn chủ sở hữu của họ lớn, nhân viên họ ít. Thứ hai là do ứng dụng công nghệ vào hiệu quả hơn, bớt đi nhân viên, làm cho thu nhập của nhân viên cao. Tiếp theo, ROAE của mức trung bình cao. Tuy vốn chủ sở hữu rất lớn như thế, hệ số K rất cao, đòn bẩy cực thấp, nhưng ROAE của Techcombank vẫn rất cao,
quý 1 đạt tới 5.82% và cả năm có thể đạt hơn 20%. Thì từ những cái kết quả hiệu quả kinh doanh có thể thấy rằng Techcombank thể hiện một vị thế khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Đây quý vị có thể thấy Techcombank này, đúng không? Lợi nhuận trước thuế trên nhân viên rất cao hơn 1.8 tỷ, đúng không? Tỷ lệ CASA thì rất cao, 42.68%, rất cao so với phần còn lại. Giá vốn huy động thì lại thấp nhất hệ thống. Tiếp theo về dự báo kết quả kinh doanh của Tech, thì chúng tôi cho rằng 2021 Techcombank hoàn toàn có thể đạt được lợi nhuận sau thuế trên 17.000 tỷ đồng. Nếu ngân hàng này muốn ghi nhận cao hơn thì chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể được 18, thậm chí hơn 18.000 tỷ đồng. Nhưng mà chúng tôi thận trọng dự báo 17.000. Thì cho 2022 là có thể 21.000, thậm chí cao hơn. 2023 là 26.000 tỷ. Từ những cái dự báo trên thì về cái định giá trong cái ngày 27 tháng 4 năm 2021 này, thì PE của Techcombank hiện tại là 10.07, nhưng PE forward cho năm 2021, tức là khi có kết quả kinh doanh 2021 ấy, thì nó còn có 8.45 rồi. PB hiện tại là 1.82. Đó. Thì Techcombank chúng tôi cho rằng hội tụ cả 3 yếu tố của một cổ phiếu sinh lời mạnh. 1. Định giá hiện nay còn rất rẻ. 2. Tăng trưởng của nó rất cao. Và 3. Cơ hội nó được định giá lại đúng với vị thế số 1 của mình. Đó ạ, quý vị có thể thấy định giá của Techcombank so với các ngân hàng khác vẫn chưa có gì vượt trội cả. Thì tương lai nó sẽ được định giá lại, cũng giống như vấn đề FPT đã được định giá lại, vân vân. Và cái kết luận khuyến nghị về tổng thể Techcombank là ngân hàng số 1 Việt Nam, do đó Techcombank sẽ được định giá lại và xứng đáng với mức PB chúng tôi cho rằng 2,5 lần trong tương lai. Thì so với mức giá hiện tại là 39.5 thì PB có 1.82 lần, thì tương ứng với mục tiêu 2022 chúng tôi cho rằng hoàn toàn có thể đạt 55k. Thì đầu tư Techcombank phù hợp với nhà đầu tư thận trọng dài hạn, và nhưng mà khẩu vị này thích tăng trưởng cơ. Thì cổ phiếu này vừa an toàn lại vừa tăng trưởng, thì đây là một cơ hội rất hấp dẫn để đầu tư. Thì xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thì quý vị và các bạn có những cái trao đổi gì hay cần những yêu cầu gì AZFIN có thể hỗ trợ thì hãy comment bên phía dưới. Xin chào quý vị, chúc quý vị và các bạn luôn thành công.